Xách ba lô vào đi. Đúng nhà này không mày? Đúng rồi mày, nhà cái mơ ngày xưa cấp 3 đây. Không biết là có xinh như ngày xưa không nhỉ? Đi con. Ơ kìa cháu. Dạ. Cô chú là ai vậy? Cháu không đi được à? Dạ. Cháu đang ngồi lên cái gì đấy cháu? Dạ, cái xe để di chuyển ạ. Cháu di chuyển vào cái này. Mày thích bầu vĩnh đeo bóng không? Con đá tí thôi. Mày thích cái...